Chương 172, ta nguyện ý, có ý kiến. Từ đồ chính bản thân vì bát phẩm luyện dược sư, lại là luyện dược sư tổng công đoàn hội trưởng. Thực lực tự nhiên không dung khinh thường, này bất quá một tiếng thông truyền, liền hiện ra vài phần uy lực. Không chỉ có truyền khắp toàn bộ quảng trường, rõ ràng dừng ở mỗi người trong tai. Hơn nữa cũng không sẽ làm người cảm thấy khó chịu, giống như là ở bên tai nói chuyện giống nhau. Ở đây ước chừng mấy chục vạn người, có thể nhẹ nhàng làm được này một bước tự nhiên là tuyệt đối cường giả. Mà khán đài thượng tự nhiên cũng là một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Từ đồ chính vì người chính trực. Tính cách ôn hòa, nhưng thật ra không có giống nhau luyện dược sư cái giá cho nên mọi người đối với hắn ấn tượng vẫn luôn đều thực hào. Ngay cả những cái đó bất phàm thế lực đại biểu nhóm, cũng đều thập phần kính trọng hắn, lúc này thấy hắn hiện thân, đều là thập phần cổ động. Như vậy tông sư cấp nhân vật người bình thường chính là trung thân khó gặp, lúc này nhìn đến tự nhiên là thập phần vui mừng vui sướng. Vì thế toàn bộ hội trường, còn không có bắt đầu, cũng đã lâm vào một mảnh ầm ĩ bên trong. Rồi sau đó tư đồ chính liền bình phán làm đơn giản mà giới thiệu. Thương Ly, Liễu Thừa Thu không cần phải nói, tự nhiên là nhà nhà đều biết nhân vật. Mà mặt khác bốn người, có hai vị, là luyện dược sư tổng công đoàn phó hội trưởng, một cái là Bạch Du, một cái là Giang Lưu, mà hai ngoại hai người, còn lại là La Á nổi danh luyện dược đại gia. Diệp gia gia chủ Diệp Rồng Bay cùng áo tư đế quốc luyện dược thế gia Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Tiết. Cùng giống nhau thế gia đại tộc bất đồng, luyện dược thế gia cũng không câu với đế quốc chi gian hạn chế, bởi vì bản thân chính là thập phần đặc thù hơn nữa tôn quý tồn tại. Cho nên lẫn nhau chi gian liên hệ rất là chặt chẽ, ngày thường thường xuyên có lui tới, cũng sẽ thường thường cử hành một ít giao lưu luận bàn. Cho nên tuy rằng Diệp gia cùng Mộ Dung gia từng người ở hai đại đế quốc nhưng là lẫn nhau chi gian giao tình thâm hậu. Này mấy người, tùy tiện cái nào sách ra tới đều là tuyệt đối có thể kinh sợ một phương nhân vật lúc này đều tụ tập tại đây. Cũng khó trách có như vậy nhiều người muốn nhân cơ hội này nhiều hơn mượn sức. Liên tính này vài người không dễ ứng phó tìm một ít xuất sắc luyện dược sư, đảo vẫn là có thể. Đơn giản mà giới thiệu lúc sau, không ít người đều đầu lấy nóng bỏng ánh mắt. Bất quá đối với này đó, này vài người đều là thói quen cho nên cũng đều biết nghe lời phải phất tay thăm hỏi, rồi sau đó ngồi xuống. Từ đồ chính trên mặt mang theo hòa khí tươi cười, bàn tay vung lên, thỉnh người dự thi lên đài. Vì công bằng. Khởi kiến, mỗi người vị trí, đều là ngày hôm qua rút thăm quyết định. Người dự thi đi lên lúc sau, tìm được viết có chính mình tên đài là được. Lời này rơi xuống, liền bắt đầu có người tiến trang. Cùng phía trước thi đấu không khí không quá tương đồng, lúc này đây, người dự thi nhóm tựa hồ đều càng thêm văn nhã bình thản một ít cũng không có linh lực thi đấu khi thảm thiết hơi thở. Ngay cả tiến tràng, đều phần lớn mang theo vài phần tùy ý, thậm chí lẫn nhau chi gian còn chào hỏi. Bất quá, luyện dược sư vốn dĩ so cũng chính là luyện đan, lúc này, tự nhiên là không có người khoe khoang linh lực linh tinh, đồ tăng chê cười. Luyện dược sư, dù sao cũng là càng tôn quý tồn tại. Nếu là luyện dược thi đấu, như vậy tự nhiên là hết thảy đều dựa vào luyện đan trình độ cao thấp tới quyết định. Cho nên lên sân khấu thời điểm này đó người dự thi tuy rằng biết lẫn nhau là đối thủ, nhưng là trên mặt lại đều phần lớn mang theo khiêm tốn tươi cười. Cho dù là không có gì biểu tình, cũng phần lớn chỉ là an tĩnh tìm kiếm chính mình vị trí, không người gây chuyện. Phượng Trường Duyệt cũng đi theo đi tới, Tông Vân Chi đi ở nàng bên phải. Tông Vân Chi thanh tú khuôn mặt thượng còn mang theo vài phần tái nhợt nhưng mà tinh thần cũng đã hảo rất nhiều. Chỉ là lúc này đi theo Phượng Trường Duyệt bên cạnh biểu tình lại có chút muốn nói lại thôi. Đây là hắn tỉnh lại lúc sau, lần đầu tiên thấy Phượng Trường Duyệt. Nhưng mà hắn phía trước tuy rằng hôn mê cũng đã từ Thương Ly viện trưởng nơi đó đã biết hết thảy. Đặc biệt biết chính mình tánh mạng xem như Phượng Trường Duyệt cứu trở về tới. Hắn vẫn luôn muốn nói lời cảm tạ thân thể nhưng vẫn không tốt. Hơn nữa sau lại nghe nói Phượng Trường Duyệt cũng bận rộn, liền vẫn luôn trì hoãn tới rồi hiện tại. Lúc này nhìn Phượng Trường Duyệt trầm tĩnh sườn mặt, hắn nguyên bản tưởng tốt cảm tạ nói, tới rồi bên miệng lại không biết như thế nào mở miệng. Phượng Trường Duyệt tự nhiên biết Tông Vân Chi suy nghĩ cái gì, đơn giản vẫn là cảm thấy lúc trước cùng nàng nháo đến như vậy lợi hại, mà nay lại thưa nàng tình. Muốn nói lời cảm tạ lại ngượng ngùng mở miệng thôi. Nàng rõ ràng Tông Vân Chi người này tính cách tuy rằng có chút cao ngạo thanh cao, bản tính lại là không xấu. Nếu không lúc trước cũng sẽ không như vậy quyết tuyệt đem chính mình phong bế lên trừng phạt. Bất quá này ở nàng xem ra, đều là việc nhỏ thôi.
Hai người theo người hướng trên đài đi, không ngừng có người tìm được chính mình vị trí. Đây là ta, ai, cái này mặt trên có tên của ta, là của ta. Ta cũng tìm được rồi. Hai người thực mau liền từ cuối cùng một loạt đi tới phía trước vị trí. Phượng Trường Duyệt bỗng nhiên cằm khẽ nhếch ý bảo Tông Vân Chi, người vị trí. Tông Vân Chi nhất lăng, vội vàng ngừng lại, quay đầu vừa thấy. Quả thực nhìn đến bên tay phải chính là chính mình vị trí. Hắn chần chờ hạ, nhìn về phía Phượng Trường Duyệt chân thành nói, đa tạ. Lời này ngữ khí tuy nhẹ, nhưng là Phượng Trường Duyệt lại biết hắn là ở chỉ cái gì, lập tức lắc đầu, không có gì. Liền xoay người hướng tới phía trước đi rồi. Tông Vân Chi nhìn nàng bóng dáng, nghe được nàng thanh thanh đạm đạm lời nói, bỗng nhiên liền cảm thấy trong lòng một cục đá rơi xuống đất tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn ngay sau đó đi tới chính mình vị trí thượng, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng là ở đệ nhị bài đệ tứ vị trí cũng chính là trung gian bên tay phải. Cái này địa phương, nhưng thật ra có chút dựa trước. Tuy rằng hắn cũng không để ý, nhưng mà ngay sau đó, hắn như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như. Bỗng nhiên ngẩng đầu Phượng Trường Duyệt mới vừa rồi còn không có dừng lại. Chẳng lẽ nàng vị trí ở trên thực tế, đích xác như thế? Phượng Trường Duyệt đứng ở chính mình vị trí thượng, thần sắc không gợn sóng. Đệ nhất bài chính giữa nhất vị trí, cũng là toàn bộ hội trường, đối mặt bảy vị trọng tài nhất chính vị trí này. Thật xảo à, cư nhiên ở cái này thi đấu, cũng có thể như vậy gần. Phía sau đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm, tựa hồ ở trêu chọc lại tựa hồ như là trào phúng. Phượng Trường Duyệt đầu cũng không hồi, thẳng bắt đầu xem chính mình trước mắt đài, nhìn xem dược liệu. Tang Húc Ngưng thấy Phượng Trường Duyệt thái độ này, vốn là khó chịu tâm tình, trở nên càng thêm bực bội. Hừ, chăng cái gì? Nàng chậm rãi đi đến Phượng Trường Duyệt bên tay phải vị trí. Trên mặt tựa hồ mang theo vài phần tươi cười. Người như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ là quá khẩn trương? Yên tâm đi, này có cái gì hảo khẩn trương? Còn không phải là một hồi thi đấu sao? Đi vào nơi này đều là luyện dược sư trung chân chính thiên tài, liền tính thua cũng không có gì mất mặt. Phượng Trường Duyệt rốt cuộc lười nhác trở về một câu, ngươi nhưng thật ra rất sẽ cho chính mình an ủi. Tang Húc Ngưng. Nàng rõ ràng là đang nói Phượng Trường Duyệt, chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Hừ, vẫn là như vậy miệng lưỡi sắc bén, chờ một lát xem ngươi có phải hay không còn như vậy có nắm chắc. Tang Húc Ngưng chậm rãi cười khai, này nói chính là nơi nào lời nói. Nghe nói Thương Ly viện trưởng nhiều năm chưa từng chịu quá đồ đệ, ngươi có thể bị hắn coi trọng. Như vậy chắc là có chính mình độc đáo chỗ. Ta nhưng thật ra chờ mong được đâu. Phượng Trường Duyệt tùy tay mở ra một cái hộp ngọc, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, đầu cũng không nâng, ta đối với ngươi không có gì chờ mong. Tang Húc Ngưng, cái này Phượng Trường Duyệt thật là lệnh người chán ghét đến cực điểm. Bất luận kẻ nào lại nhiều lần mặt nóng dán mông lạnh đều sẽ không dễ chịu. Huống chi Tang Húc Ngưng vốn dĩ chính là tính toán nói một ít lời nói tới kích thích Phượng Trường Duyệt, không nghĩ tới không kích thích đến nàng, ngược lại làm chính mình khó chịu. Lập tức hừ lạnh một tiếng, trên mặt tươi cười cũng thu liễm một ít, khóe môi tựa hồ mang lên vài phần bất đắc dĩ. Từ người ngoài góc độ xem ra, nàng vẫn luôn đang cười rung đầy mặt cùng Phượng Trường Duyệt nói chuyện, nhưng mà người sau nhưng vẫn thờ ơ. Có lẽ sẽ có người suy đoán là Phượng Trường Duyệt kiêu ngạo tự mãn. Liền Tang Húc Ngưng chủ động vấn an đều không muốn phản ứng, đương nhiên cũng có người khinh thường nhìn lại, hai người đã trải qua như vậy dị thường chiến đấu. Tự nhiên là không có khả năng thật sự có thể đối với đối phương cười ra tới, Phượng Trường Duyệt cái này phản ánh mới là bình thường. Nhưng là vô luận người khác thấy thế nào, Tang Húc Ngưng vẫn là kiên trì ở trên mặt treo vài phần khéo léo tươi cười, mảy may không thấy mấy ngày hôm trước tử chiến là lúc chật vật. Hơn nữa thân thể khôi phục cực nhanh cũng làm rất nhiều người giật mình không thôi. Cái kia Tang Húc Ngưng như thế nào nhìn không có gì vấn đề. Trên mặt cười đến như vậy vui vẻ, chẳng lẽ thân thể của nàng đều đã hảo? Không thể nào, kia một ngày, nàng cùng Phượng Trường Duyệt thi đấu, này thảm thiết trình độ tấm tắc quả thực không nỡ nhìn thẳng a. Như thế nào mới mấy ngày thời gian, liền tốt nhanh như vậy? Bổn, các ngươi chẳng lẽ đã quên kia Tang Húc Ngưng thân phận? Bên cạnh có người lãnh suy một tiếng, thân là Nạp Khắc Lan đế quốc đại công chúa tài nguyên tự nhiên không phải ta chờ có thể tưởng tượng. Hơn nữa nàng chính là Liễu Thừa Tu xuất sắc nhất đồ đệ. Có thể không tốt mau sao? Như thế vừa nói, nhưng thật ra làm không ít người bừng tỉnh, ngay sau đó sôi nổi nhìn về phía ghế trọng tài. Nhìn thấy không, cái kia ngồi ở tư đồ chính bên phải chính là Liễu Thừa Tu. Kia chính là bát phẩm luyện dược sư, không ít người lộ ra kinh ngạc cảm thán thần sắc. Liễu Thừa Tu danh hào so Thương Ly thấp thượng không ít.
sớm chút năm luyện dược thi đấu Thương Ly luôn là đệ nhất, khi đó là toàn bộ đại lục công nhận thiên tài. Mà ở như vậy hoàn cảnh hạ, tuy rằng Liễu Thừa Thu đám người cũng thập phần xuất sắc, nhưng là cùng Thương Ly một so, lại luôn là ảm đạm thất sắc. Lúc này bỗng nhiên nghe nói, mọi người đều là bừng tỉnh gật đầu. Trách không được bát phẩm luyện dược sư kia chính là tuyệt đối tôn quý tồn tại, chữa khỏi chính mình đồ đệ thương. Tự nhiên không phải cái gì việc khó. Chỉ là hiển nhiên, hôm nay Phượng Trường Duyệt cùng Tang Húc Ngưng lại là một hồi kịch liệt chiến đấu. Mà ghế trọng tài tượng Tư Đồ Chính mấy người cũng đều ở thảo luận. Tư Đồ Chính tay trái ngồi Thương Ly, tay phải là Liễu Thừa Tu, loát loát chính mình dâu, đầy mặt ôn hòa tươi cười. Lúc này đây thi đấu thật sự là lệnh người chờ mong a. Mấy người sôi nổi cười gật đầu. Giang Lưu ở một bên mang theo vài phần hưng phấn nói, đúng vậy, lúc này đây, người dự thi nhưng đều là trên đường lớn trẻ tuổi người xuất sắc a, hơn nữa hôm nay, nhưng thật ra thật xào. Trong sân mấy cái người trẻ tuổi, cùng chúng ta chung mấy cái, còn rất có sâu xa a. Bạch Du nói tiếp nói, ha ha, đúng là, Cương Ly viện trưởng đồ đệ, chính là cái kia đứng ở đằng trước thiếu nữ. Cương Ly cười tủm tỉm gật đầu, đúng là. Bạch Du cảm khái gật đầu, làm như cực kỳ hâm mộ, này Phượng Trường Duyệt có thể bị Thương Ly viện trưởng coi trọng thu làm đồ đệ. Đã chứng minh luyện dược thiên phú tuyệt hảo, lại không nghĩ ở linh lực tu luyện thượng, vẫn như cũ lợi hại như vậy, cư nhiên đánh bại các lộ thiên tài, trở thành đệ nhất a. Có thể có như vậy đồ đệ, thật là phúc khí. Đoàn người sôi nổi cười khai, chỉ có Liễu Thừa Tu trên mặt cứng đờ. Cương Ly lắc đầu, cười nói, nha đầu này, ngày thường cũng không thường xuyên đi theo ta luyện tập cho nên kỳ thật. Ta cũng không phải thập phần rõ ràng, hiện tại nàng, đến tột cùng là cái gì tiêu chuẩn. Lời này đảo thật là nói chuyện kia nha đầu 10 ngày có 8 ngày đều ở. Ở ngộ tính cực hảo, hắn cũng không biết lúc này nàng, rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Chỉ là lời này ở người ngoài nghe tới, tự nhiên là khiêm tốn khen. Nhưng là có như vậy đồ đệ, tưởng không kiêu ngạo đều khó a. Hơn nữa này mấy người cùng Thương Ly giao tình đều không tồi, lập tức cũng đều vẫn chưa để ý. Diệp Rồng bay hào sảng cười, Thương Ly viện trưởng thật là khiêm tốn. Kia nha đầu chính là rất lợi hại, ta đứa con này chính là không mấy chiêu liền thua ở Tang Húc Ngưng trong tay. Nhưng là ngươi đồ đệ chính là cuối cùng thắng nàng a. Này chi gian chênh lệch ta chính là giành mày ca ha ha. Diệp Rồng bay đáng giá tự nhiên là cùng Tang Húc Ngưng một trận chiến, rồi sau đó chủ động nhận thua lá cây thành. Thương Ly cùng Diệp Rồng bay giao tình không tồi, lập tức cười nói. Đừng cho là ta già cả mắt mờ. Người đứa con này, cũng không biết để lại mấy tay đâu. Lá cây thành chớp chớp mắt ngay sau đó cười to. Diệp gia dù sao cũng là luyện dược thế gia, nhất coi trọng tự nhiên là luyện dược đại tái, cho nên phía trước thi đấu, lá cây thành vô luận là xuất phát từ cái gì mục đích từ bỏ thi đấu. Trong mắt hắn đều không phải chuyện này, cũng hoàn toàn không để ý. Nói, như là nhớ tới cái gì dường như, Diệp Rồng bay quay đầu nhìn về phía vẫn luôn không có gì biểu tình Mộ Dung Thiết, Mộ Dung huynh, giống như hôm nay ngươi kia tiểu nhi tử cũng ở a. Như thế nào nhìn không cao hứng? Mộ Dung Thiết hừ lạnh một tiếng, kia tiểu tử chuyện này, chính mình tự nhiên sẽ nhìn làm khi nào yêu cầu ta tới quản. Ngôn ngữ chi gian, nhưng thật ra đối cái này tiểu nhi tử tràn ngập bất mãn. Mấy người đối này đều là có chút hiểu biết, năm đó Mộ Dung trời cao phú cực hảo, Mộ Dung Tiết cũng cố ý muốn cho hắn tiến vào Già Lăng học viện học tập. Nhưng là kia tiểu tử lại chết sống không muốn đi, cuối cùng cùng trong nhà dùng mình, lăng là đi Bắc Kinh học viện. Bởi vì chuyện này, Mộ Dung Tiết không thiếu cội trách hắn, thậm chí đến bây giờ. Nhắc tới Mộ Dung Vân, hắn cũng luôn là mang theo vài phần hỏa khí. Ở Mộ Dung Thiết xem ra, Mộ Dung Vân từ năm đó nhất ý cô hành đi vào Bắc Tinh học viện bắt đầu, hắn cũng đã làm trái hắn, đã bất hiếu cực kỳ. Cho nên như vậy mấy năm, Mộ Dung Vân cũng rất ít trở về. Lúc này nhắc tới, Mộ Dung Thiết lại vẫn như cũ không có tức giận. Thậm chí chính mình nhi tử liền ở mặt trên, hắn lại là không có xem một cái. Thấy Mộ Dung Thiết vẫn như cũ là thái độ này, lá cây thành mấy người cũng biết khuyên là vô dụng, lập tức liền rời đi đề tài. Chỉ là một lát công phu, trên đài liền đã đứng đầy người. Phượng Trường Duyệt rất có hứng thú nhìn thoáng qua chính mình vị trí. Này thật đúng là cái hảo địa phương, bên phải Tang Húc Ngưng. Bên trái lại là lá cây thành. Nàng cùng lá cây thành cũng không nhận thức nhưng là phía trước hắn cùng Tang Húc Ngưng ngọn lửa chi đấu, cùng với cuối cùng chủ động nhận thua, nhưng thật ra cho nàng để lại rất sâu ấn tượng. Cho nên lúc này thấy bên trái chạm chính là hắn, liền nhìn nhiều hai mắt. Lá cây thành mới vừa đi đến chính mình vị trí, liền thấy được đứng ở một bên, ở vào chính giữa Phượng Trường Duyệt, thấy nàng nhìn chính mình, liền lễ phép hồi lấy cười, Phượng tiểu thư.
Phượng Trường Duyệt thần sắc nhàn nhạt, lá cây thành. Lá cây thành không nghĩ tới Phượng Trường Duyệt sẽ nhận thức chính mình, lập tức trên mặt tươi cười thâm ba phần, là. Phượng tiểu thư thật là hảo trí nhớ. Hắn trong lòng, kỳ thật đối với Phượng Trường Duyệt ấn tượng càng sâu. Dù sao cũng là đánh bại mọi người, thậm chí chém giết thần thú người, hắn tự nhiên là có rất sâu ấn tượng cùng với lòng hiếu kỳ. Hắn nguyên bản vẫn luôn cho rằng, Phượng Trường Duyệt thực lực cường hãn, nhìn lại tính cách quạnh quẽ đạm mạc như là cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài người. Chỉ là không nghĩ tới giống như còn rất dễ dàng ở chung. Phượng Trường Duyệt hỏi qua một câu, liền thu hồi ánh mắt. Lá cây thành cũng bắt đầu kiểm tra chính mình đồ vật. Tang Húc ngưng ở một bên nhìn, trong lòng cười lạnh. Cười đi, hiện tại tận tình cười đi. Chờ một lát, xem các ngươi còn có thể hay không cười ra tới. Bất quá một lát thời gian, trong sân 40 người liền đã cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Mọi người cũng đều cơ hồ toàn bộ chuẩn bị tốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Chính. Nhưng mà Tư Đồ Chính nhìn cái kia đếm ngược đệ nhị bài tiếu vị trí, chậm rãi nhíu mày. Như thế nào còn có một người không có tới? Đó là ai vị trí? Phía dưới người dương mắt nhìn một chút, lập tức thẩm tra đối chiếu một chút danh sách hội trưởng, đó là Hạ Thu vị trí. Phía trước liền nói bởi vì nào đó nguyên nhân sẽ trì hoãn. Nhưng là bọn họ nói nhất định sẽ tới rồi tham gia thi đấu. Tư Đồ Chính mày vẫn như cũ nhăn, Hạ Thu, Giang Lưu ở một bên bổ sung, hội trưởng là Vân Miểu Nhiên đồ đệ. Nghe được Vân Miểu Nhiên tên, Tư Đồ con mắt trung hiện lên một tia kinh ngạc. Phải không? Vân Miểu Nhiên đã nhiều năm chưa từng lộ diện, đó là hắn cũng biết chi rất ít cho nên lúc này chợt vừa nghe là hắn, nhưng thật ra có chút giật mình. Đồng dạng giật mình, còn có mặt khác mấy người. Vân Miểu Nhiên xác thật đã lâu lắm không có ra tới, tuy rằng mấy năm nay không ngừng có quan hệ với hắn đồn đãi, nhưng là hành tung cũng xác thật thần bí. Lúc này nghe nói là hắn đồ đệ, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Diệp Rồng bay nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Thương Ly, muốn mở miệng hỏi một chút trước một đoạn thời gian, nhưng thật ra đã từng có đồn đãi nói Vân Miểu Nhiên xuất hiện ở Áo Tư Đế Quốc. Hơn nữa cùng Thương Ly từng có xung đột. Chỉ là hắn lập tức nghĩ đến Thương Ly cùng Vân Miểu Nhiên quan hệ, lập tức đem tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống. Ngay cả mặt khác mấy người cũng đều tức thời cái gì đều không có nói. Thương Ly như thế nào không biết. Trên mặt hắn tươi cười hơi hơi thu liễm, nhìn tựa hồ mang lên vài phần sắc bén lạnh băng hơi thở. Liễu Thừa Tu lãnh suy, ngay sau đó như là cái gì đều không có cảm giác được dường như, nhàn nhạt hỏi, Vân Miểu Nhiên. Kia không phải Thương Ly viện trưởng sư đệ sao? Như thế nào hắn tới? Thương Ly viện trưởng không biết sao? Mấy người đều là một trận an tĩnh, Tư Đồ Chính rất là không tán thành nhìn Liễu Thừa Tu liếc mắt một cái, Liễu Thừa Tu cơ hồ sắp bay lên tới lông mày lập tức thu liễm một ít. Nhưng là trong lòng lại vẫn là thập phần thống khoái. Mặt khác mấy người đều là chưa từng nói tiếp, bọn họ cái này cấp bậc người, đối với năm đó sự tình. Đảo cũng đều là biết một ít hơn nữa đều cùng Thương Ly giao tình rất tốt cho nên vừa nghe là Vân Miểu Nhiên đồ đệ cũng đều bảo trì lặng im. Chỉ là Liễu Thừa Tu từ trước đến nay cùng Thương Ly bất hòa, lúc này nhẫn nại một phen, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, thừa dịp cơ hội này châm chọc. Thương Ly như là không nghe được hắn nói, nhìn về phía Tư Đồ Chính, trên mặt mang theo vài phần lạnh lùng cười, mặc kệ là ai đồ đệ, đại tái không phải chuyên vì hắn một người mà làm. Làm nhiều người như vậy chờ, tự nhiên là thất lễ cực kỳ. Liền tính hủy bỏ tư cách cũng không có gì không đúng. Liễu Thừa Thu sắc mặt tức khắc xanh mét muốn phát tác lại ngại với Tư Đồ Chính đám người tại đây, không dám tùy ý, tuy rằng hắn cũng là bát phẩm luyện dược sư, nhưng là cũng là có bất đồng. Nếu không nhiều thế này người, cũng sẽ không phần lớn lấy Thương Ly vi tôn. Tư Đồ Chính sắc mặt một túc đúng là, hắn quay đầu, nghiêm túc nói, mặc kệ là người nào, đều không có đến trễ đạo lý. Nếu là còn chưa tới, tự động hủy bỏ tư cách. Người nọ vội vàng ứng, là, nói xong, liền sau này lui lại mấy bước. Đã đến giờ, bất luận cái gì chưa đến người, toàn bộ hủy bỏ chậm đã. Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở mọi người trong mắt, bay lên không nhảy tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng dừng ở lôi đài chính mình vị trí thượng. Cái này biến cố, tức khắc khiến cho hội trường thượng một mảnh xôn xao. Mỗi người nhìn lại thấy đó là cái tuổi hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân. Hắn đứng yên lúc sau, liền trực tiếp nhìn về phía Tư Đồ Chính, khẽ gật đầu hành lễ, hội trưởng đại nhân. Còn có cuối cùng một chút thời gian, tại hạ cũng không có đến trễ. Tư Đồ Chính nhìn lại, quả thực châm hương vừa lúc hoàn toàn châm tẫn, rơi xuống đầy đất hương cho. Một khi đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Hạ Thu trên mặt lộ ra vài phần tươi cười, đa tạ hội trưởng. Tư Đồ Chính tự hồ nhớ tới cái gì, hỏi tiếp nói, nếu là ngươi tới, như vậy sư phụ ngươi đâu?
vô luận như thế nào, Vân Miểu Nhiên đều là bát phẩm luyện dược sư, nếu là tới, tự nhiên là muốn mời đến. Hạ Thu thần sắc bất biến, Lưu Sướng tự nhiên đáp, đa tạ hội trưởng đại nhân quan tâm, sư phụ hắn gần nhất bận về việc luyện đan, vẫn chưa cùng tiến đến. Mà ta cũng là bởi vì phía trước một ít việc nhỏ mới đến chậm. Đa tạ hội trưởng đại nhân cũng không so đo. Tư Đồ Chính vẫy vẫy tay, không ngại, Thương Ly mắt lạnh nhìn, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Mặt khác mấy người thấy vậy, cũng đều thần sắc khó lường. Vân Miểu Nhiên sẽ không tới, hắn nói như vậy, cũng chỉ là không nghĩ lộ diện thôi. Bất quá, bọn họ cũng hoàn toàn không để ý. Theo sau, Tư Đồ đang đứng dậy, sửa sang lại thần sắc trang trọng nghiêm túc nói, lúc này đây đại tái tới tham gia người, đều là đại lục các nơi tuyệt đối thiên tài. Mà trận này thi đấu, chú định sẽ là cực kỳ kịch liệt xuất sắc, mà lúc này đây thi đấu cũng không có yêu cầu khác. Chỉ cần luyện chế ra cấp bậc tối cao, hiệu quả tốt nhất đan dược liền có thể trở thành quán quân. Này mặt trên phóng, là một ít thường dùng dược liệu, còn có một ít đặt ở hộp ngọc bên trong. Còn lại là hiếm thấy dược liệu, phương tiện các vị lấy dùng. Mà các ngươi trước người, còn phóng luyện dược đỉnh. Thời gian vì 3 cái canh giờ, kết thúc thời điểm. Bất luận kẻ nào đều phải dừng lại, ấn trên tay luyện chế ra tới đan dược tới tiến hành cuối cùng phán định. Hắn bỗng nhiên tay áo vung. Một đạo màu trắng linh lực tức khắc bắn nhanh mà ra, đánh vào nơi xa cao cao treo la, phát ra một tiếng trong trẻo gõ thanh. Bắt đầu, toàn bộ hội trường, tức khắc lâm vào một mảnh cuồng hoan bên trong. Nhưng mà trong sân luyện dược sư nhóm còn lại là thần sắc các không giống nhau. Này thi đấu đề mục thật sự là ra ngoài một ít người dự kiến. Có luyện dược sư, lập tức trắng mặt, bọn họ căn bản không có chuẩn bị, ta cái gì đều không có mang làm sao bây giờ. Có người vẻ mặt hoảng loạn, chân tay luống cuống. Ta cũng là ô, làm sao bây giờ, ta thật vất vả mới tranh thủ đến cơ hội này ta có thể luyện chế đan dược liệu, nơi này căn bản là không có a. Thậm chí có thiếu nữ đương trường khóc ra tới, đầy mặt là nước mắt. Bất quá cũng có một ít người, lộ ra may mắn thần sắc. Trong sân một mảnh hỗn loạn, tựa hồ là đã sớm đoán trước đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mà trọng tài mấy người đều không có cái gì biểu tình dao động. Thấy vậy thanh tỉnh, mặt sau có tuổi trẻ luyện dược sư lập tức lớn tiếng kháng tụng nói, như vậy không công bằng. Chúng ta không phục. Này một tiếng tựa hồ làm kia mấy cái kinh hoàng thất thố người tìm được rồi phát tiết khẩu. Lập tức đều nhìn về phía Tư Đồ Chính đám người, cũng bắt đầu kháng tụng đúng vậy. Này căn bản không công bằng, chúng ta cái gì đều không có, nơi này cũng không có chúng ta yêu cầu dược liệu. Như thế nào làm chúng ta thi đấu? Nhìn kia mấy chương hết sức kích động oán giận tuổi trẻ khuôn mặt trên đài mấy người, lại không có lộ ra mảy may đồng tình. Ngược lại thở dài, lắc lắc đầu tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Còn có chút lười đi để ý tất cả mọi người nhìn một màn này. Giang Lưu trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt trách cứ thân là luyện dược sư thế nhưng sẽ không tùy thân mang theo yêu cầu dược liệu. Đây là các ngươi lão sư dạy dỗ các ngươi sao? Nếu là liền điểm này đều làm không được. Như vậy không bằng hiện tại liền chạy lấy người. Luyện dược đại tái không phải vui đùa, càng không chấp nhận được như vậy rõ ràng là chính mình không có làm hảo. Lại muốn đem trách nhiệm chống chế cấp đại hội người. Này phiên lời nói sắc bén thấy huyết, không có lưu chút nào tình cảm, lập tức khiến cho mấy người kia mất hồn. Này phiên trách cứ tự nhiên như là một chùy nện ở bọn họ trên đầu. Thế cho nên cả người đều cơ hồ vô pháp đứng thẳng. Nhưng là nói chuyện chính là Giang Lưu, là luyện dược sư hiệp hội phó hội trưởng, bọn họ tự nhiên không có cách nào cãi lại. Huống chi, hắn nói vốn dĩ liền có đạo lý. Luyện dược sư tự nhiên là muốn tùy thời chuẩn bị luyện dược, hơn nữa này lại là luyện dược đại tái, bọn họ không có chuẩn bị tự nhiên chính là bọn họ sai. Nhưng là nếu là bởi vì nguyên nhân này, khiến cho bọn họ cút đi, chẳng phải là mấy năm nay chờ mong, đều thành công dã tràng. Còn muốn nói cái gì đó, nhưng là nhìn đến Tư Đồ Chính đám người thần sắc lại đều không lời nào để nói. Ban đầu kêu to cái kia thiếu niên, vẻ mặt cho tàn lui xuống, bước chân lảo đảo, hai mắt vô thần, thậm chí ở đi xuống đi thời điểm, thiếu chút nữa sẫy ở bên cạnh người đài thượng. Bị người nọ chán ghét mà trào phúng đẩy ra. Làm gì, không chỉ có không mang theo dược liệu thế nhưng liền lộ đều sẽ không đi rồi sao? Kia thiếu niên sắc mặt càng thêm khó coi, lại không dám đánh trả chỉ phải lập tức đi xuống. Mà mặt khác mấy người, bao gồm kia khóc thút thít thiếu nữ, cũng đều nhâm mệnh đi rồi đi xuống. Tiễn đi bọn họ, trừ bỏ người xem các màu ánh mắt, còn có trong sân những cái đó sống trào phúng hoặc kinh miệt hoặc buồn cười ánh mắt. Phượng Trường Duyệt đầu cũng không hồi, thẳng bắt đầu suy tư muốn luyện chế cái gì đan dược.
Lá cây thành ánh mắt nhàn nhạt, nhưng mà ở thu hồi ánh mắt thời điểm, lại nhìn đến Phượng Trường Duyệt trầm tĩnh sườn mặt. Nàng tựa hồ vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Cũng không vì ngoại giới sở nhiễu, cũng hoàn toàn không quan tâm không quan hệ sự tình. Lá cây của Ý Trung bỗng nhiên có chút kính nể. Như vậy tâm cảnh, đảo không phải người bình thường nhưng có. Ở đây người, có may mắn chính mình chuẩn bị, có cười nhạo những người đó, có xem kịch vui nhìn, càng nhiều, còn lại là yên lặng nhìn, nhưng mà trong lòng mừng thầm thiếu đối thủ cạnh tranh. Ánh mắt kia, hắn xem qua thấu triệt. Nhưng mà chỉ có Phượng Trường Duyệt, liền đầu đều không có hồi, một lòng một dạ tất cả tại chính mình sắp luyện chế đan dược thượng. Lá cây thành bỗng nhiên cười, cũng xoay người chuẩn bị. Nhưng mà không biết vì cái gì, hắn tựa hồ nhìn đến Tăng Húc Ngưng trên mặt xẹt qua một mặt cười. Kia tươi cười, có chút kỳ quái, rồi lại nói không nên lời. Không nghĩ ra được, lá cây thành cũng liền không đi quản, toàn tâm đặt ở chính mình đan dược thượng. Một lát thời gian lúc sau, trong sân luyện dược sư đều bắt đầu rồi chính mình luyện chế. Thậm chí không ít đài đỉnh lò, bắt đầu xuất hiện ngọn lửa. Luyện dược sư phần lớn dùng chính là thú hỏa, nhan sắc cũng khác nhau, có thường thấy màu đỏ, còn có màu xanh lục, hoặc là màu vàng, thậm chí còn có màu lam, thoạt nhìn hết sức đồ sộ. Đối với những cái đó người xem mà nói, ngày thường nhìn thấy một cái luyện dược sư đã là cực kỳ khó khăn, đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy lợi hại luyện dược sư cùng nhau luyện dược. Tự nhiên là mở rộng tầm mắt cơ hồ bị trong sân các loại ngọn lửa hoàng hoa mắt. Nhìn xem, đó là cái gì ngọn lửa, thế nhưng là màu xanh lục, ta chưa từng thấy quá a. Nghe nói cái kia là lục cấp lục phong cuồng lang máu chế tác, luyện dược sư chỉ cần chính mình uống một ngụm, liền có thể phát ra ngọn lửa. Phải không, vậy ngươi xem cái kia màu lam đâu, nhìn tựa hồ lợi hại hơn a, cái kia là đối với lôi đài phía trên xuất hiện ngọn lửa, mọi người đầy mặt hưng phấn thảo luận cơ hồ sôi trào. Nhưng mà lại có mấy người chậm chạp chưa động. Bỗng nhiên, đằng một chút trong sân nơi nào đó, bỗng nhiên bốc lên nổi lên màu lục lam ngọn lửa. Kia ngọn lửa cùng nhau, lại là nháy mắt làm trong sân độ ấm trở nên nóng cháy vài phần, liền chung quanh những cái đó đã ở thiêu đốt ngọn lửa cũng tựa hồ đã chịu một chút ảnh hưởng. Hỏa thế đột nhiên đều trở nên ít đi một chút. Một màn này, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà những cái đó luyện dược sư cũng sôi nổi quay đầu nhìn lại, rồi sau đó đều là sắc mặt có chút khó coi. Sử dụng cái này ngọn lửa, là một thiếu niên, trên mặt mang theo vài phần không chút để ý, nhưng mà hắn trước người ngọn lửa, lại làm nhân tâm kinh. Diệp Rồng bay nhìn trong sân, bỗng nhiên nhếch miệng cười, hướng về phía Mộ Dung Thiết hắc hắc nói, Mộ Dung huynh, xem ra ngươi đối cái này tiểu nhi tử, vẫn là miệng dao găm tâm đậu hù a. Thế nhưng liền bực này ngọn lửa đều cho hắn a. Mộ Dung Thiết trên mặt như cũ là mặt vô biểu tình, nếu là không thể phát huy tác dụng, sớm hay muộn lão tử cũng cho hắn thu hồi tới. Này xem như Mộ Dung gia giữ nhà bảo bối, là năm đó bọn họ tổ tông thật vất vả được đến cực kỳ cường hãn thú hỏa. Tuy rằng là thú hỏa, lại thập phần lợi hại, so với bình thường thú hỏa không biết cao hơn nhiều ít. Người ngoài cũng từng hoài nghi kia vô cùng có khả năng là thần thú thú hỏa, chỉ là vẫn luôn cũng không có xác thực cách nói. Mộ Dung Thiết tuy rằng vẫn luôn đối đứa con trai này không có gì sắc mặt tốt, nhưng là từ này ngọn lửa phía trên, liền đã có thể nhìn ra tới vấn đề. Nhưng mà theo sau, trong sân thế nhưng lần thứ hai bốc cháy lên một thốc cam màu đỏ ngọn lửa. Đúng là lá cây thành. Tư Đồ Chính cười nhìn về phía Diệp Rồng bay, còn nói người khác. Chính ngươi không phải cũng là như vậy. Kia cam hồng ngọn lửa cũng đúng là Diệp gia bảo bối. Tuy rằng phía trước lá cây thành đã từng sử dụng quá, nhưng là dùng ở luyện dược còn lại là lại khác nhau rất lớn. Trong sân ngọn lửa, tức khắc lại đồng thời lùn một đoạn. Hai người kia, một trước một sau, tắc xem như cân sức ngang tài. Tang Húc Ngưng khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên nhìn mắt Phượng Trường Duyệt, không biết ngươi là dùng cái gì thú hỏa. Phượng Trường Duyệt mặt mày bất động, Tang Húc Ngưng cười đắc ý, bỗng nhiên bàn tay trắng dương lên. Một thốc màu trắng ngọn lửa tức khắc bay lên trời. Toàn bộ hội trường phía trên tức khắc rõ ràng thăng ôn. Mà lúc này đây, lại là liền lá cây thành cùng Mộ Dung Vân ngọn lửa cũng thế giảm đi. Tựa hồ lấy Tang Húc Ngưng vì trung tâm, hướng tới bên ngoài khuếch tán mà đi vô hình uy áp. Trần áp chúng hỏa, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, cái kia chính là thần hỏa đi. Đúng vậy, trước đây liền gặp qua chỉ là tái kiến, lại vẫn như cũ chấn động a. Nhiều như vậy ngọn lửa đặt ở cùng nhau, mới có đối lập a. Như vậy nhiều lợi hại thú hỏa, thế nhưng đều không thắng nổi thần hỏa xuất hiện uy áp. Quả thực giống như đồn đãi lợi hại. Nàng phía trước liền cùng lá cây thành đánh nhau, khi đó hai người liền đã đấu hỏa cuối cùng Tang Húc Ngưng thắng. Hiện tại xem ra trận này, như cũ là nàng thắng a. Này còn dùng nói sao?
trận này thượng cũng chỉ có nàng có bực này thần hỏa, bực này uy thế a. Tang Húc ngưng lại là Liễu Thừa Tu đồ đệ, luyện dược tự nhiên là không cần hoài nghi. Hơn nữa này thần hỏa, hôm nay ta xem nàng thắng định rồi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Luyện dược thi đấu cũng không phải là linh lực thi đấu, riêng là ngọn lửa điểm này, liền không có người có thể vượt qua nàng. Đó là Tư Đồ Chính đám người. Cũng đều là rất là kinh ngạc cảm thán nhìn. Phải biết rằng, này vài người, trừ bỏ Tư Đồ đang có thần hỏa bằng thân ở ngoài, những người khác tuy rằng cũng là luyện dược tông sư, lại đều là không có thần hỏa. Lúc này thấy đến Tang Húc ngưng vừa ra tay đó là thần hỏa, tự nhiên không tránh được một phen cảm khái. Bất quá còn tuổi nhỏ, cũng đã có này cơ duyên, thật sự là lệnh người cực kỳ hâm mộ a. Giang Lưu nhìn, nhịn không được quay đầu lại đối Liễu Thừa Tu cười nói. Liễu huynh đây chính là dạy ra cực kỳ xuất sắc đệ tử a. Liễu Thừa Tu ánh mắt chi gian xẹt qua nhàn nhạt ngạo sắc, bất quá là ỷ vào ngọn lửa ưu thế thôi. Trên thực tế ta cảm thấy, nhưng thật ra có mấy người cũng rất là không yếu a. Mộ Dung Thiết cùng Lá Cây Thành nhìn, tuy rằng hâm mộ, lại cũng không có cách nào. Đừng nói này đó bọn nhỏ, chính là bọn họ cũng cơ hồ là lần đầu tiên nhìn thấy thần hỏa. Tư Đồ con mắt chung, vẫn cứ tán thưởng thiên tướng thần hỏa, đứng hàng 13. Nàng trong tay cái này, tuy rằng không phải chân chính thần hỏa, lại cũng đã thập phần không dễ. Liễu Thừa Tu sắc mặt cứng đờ, bên cạnh mấy người vội vàng hỏi, này không phải chân chính thần hỏa. Tư Đồ Chính cười lắc đầu, tự nhiên không phải. Tuy rằng giống nhau 11 vị thần hỏa, bạc hồn ma chơi, nhưng là không có hỏa linh, cũng hoàn toàn không giống đồn đãi chung như vậy. Có so sánh ngân hà lập loè ngân quang, hiển nhiên chỉ là thần hỏa chi tử. Mấy người sôi nổi gật đầu, bất quá dù cho như thế cũng đã thập phần lợi hại. Chỉ có Thương Ly sắc mặt lười nhác tựa hồ không để bụng. Liễu Thừa Tu thấy vậy, trong lòng lại là một tứ. Không biết Thương Ly viện trưởng đệ tử, dùng chính là loại nào ngọn lửa. Như vậy vừa hỏi, những người khác cũng đều nhìn về phía Thương Ly thân phận thủ đoạn toàn bất phàm, bọn họ nhưng thật ra thật sự tò mò, hắn sẽ cho hắn đồ đệ cái gì ngọn lửa. Liên tính không thể cùng Tang Húc ngưng so sánh với, cùng Lá Cây Thành đám người một bác vẫn là có thể đi. Thương Ly nửa mở con mắt tư thái lười nhắc xem nàng thích. Mọi người, cái gì kêu xem nàng thích, chẳng lẽ còn có vài loại lựa chọn sao? Nếu là giống nhau thú hỏa kỳ thật cũng không có rất lớn khác nhau a. Liễu Thừa Tu nhịn không được lãnh suy một tiếng. Mà lúc này, Tang Húc ngưng trên tay nhảy lên màu trắng ngọn lửa quay đầu nhìn về phía Phượng Trường Duyệt lông mày hơi trọn. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái loại này thú hỏa. Phượng Trường Duyệt như thế nào lấy đến ra tay? Phượng Trường Duyệt rốt cuộc đem ý nghĩ sửa sang lại rõ ràng, đứng yên, bỗng nhiên vươn tay phải tựa hồ muốn lượng ra ngọn lửa. Tang Húc ngưng khóe miệng, nhịn không được giơ lên. Phượng Trường Duyệt bỗng nhiên búng tay một cái, một tiểu tóc xích hồng sắc ngọn lửa tức khắc giống như tinh linh ở nàng trong tay vũ đạo. Không khí đột biến, độ ấm bỗng nhiên nóng cháy lên. Trong sân rất nhiều ngọn lửa, đột nhiên trở nên sao động lên. Ở dồn dập nhảy lên lúc sau, thậm chí có một ít ngọn lửa trực tiếp tắt. Ngay cả Lá Cây Thành đám người ngọn lửa, cũng cơ hồ như là thoát cương giống nhau cuồng táo bất an. Mà Tang Húc ngưng trong tay màu trắng ngọn lửa, cũng đột nhiên hơi co lại trở nên ít đi một chút. Nếu không phải Tang Húc ngưng khống chế, chỉ sợ lúc này đã thoát ly sao thoán. Nhưng mà dù vậy, nó cũng nơm nớp lo sợ, ngọn lửa liên tiếp lập lòe, đảo như là ở hướng về phía Phượng Trường Duyệt ngọn lửa gật đầu hành lễ giống nhau. Thần hỏa ra, lệnh chư cường, vạn hỏa phục, Tư Đồ Chính đám người, nháy mắt kinh ngạc đứng dậy. Khiếp sợ không thôi nhìn Phượng Trường Duyệt trong tay ngọn lửa. Có chút vẩn đục trong mắt đều sắp đột ra tới. Mà Liễu Thừa Tu sắc mặt ở ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, liền nhanh chóng trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt oán độc cơ hồ muốn đem Phượng Trường Duyệt giết chết. Mà sở hữu người xem, lúc này cũng chợt hiện lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Lá Cây Thành vội vàng ổn định chính mình ngọn lửa, rồi sau đó kinh nghi bất định nhìn Phượng Trường Duyệt trong tay kia một thiểu thốc xích hồng sắc ngọn lửa, hắn ly đến như vậy gần. Cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị hòa tan rớt. Này, chính là chân chính thần hỏa chi uy sao? Giang Lưu bọn người là lắp bắp cơ hồ không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình chấn động, vội vàng quay đầu nhìn Thương Ly liếc mắt một cái, này, đây là Thương Ly ngồi ở vị trí thượng. Có chút bất đắc dĩ đào đào lỗ tai, ta liền nói, xem nàng thích. Đoàn người trong gió hỗn độn, xem, nàng, hỉ, hoan, nguyên lai chính là ý tứ này sao? Là triệu hoán thần hỏa ý tứ sao? Thần hỏa khi nào trở nên như vậy giá rẻ? Hình như là hàng vỉa hè thượng cấp thấp dược liệu giống nhau tùy tay liền tới. Tư Đồ Chính còn hào.
mặt khác mấy người, thậm chí liền luôn là nghiêm túc một khuôn mặt bộ dung thiết, đều khó nén khiếp sợ há to miệng trong ánh mắt mặt còn có thật sâu khó có thể tin. Chỉ có Hiên Viên Đêm, lúc này cao cứ thượng vị, mắt phượng bên trong, mang theo không chút nào che giấu kiêu ngạo. Đây là, hắn nữ nhân, mà mọi người, đều không có Tang Húc Ngưng lúc này tình cảm tới kịch liệt. Khóe miệng nàng tươi cười, như là cứng lại rồi giống nhau, còn không có sụp đổ. Nhưng mà trong ánh mắt cũng đã là hoàn toàn không tin cùng phẫn nộ. Nàng gắt cao nhìn chằm chằm Phượng Trường Duyệt, thanh âm bén nhọn, không có khả năng. Người sao có thể sẽ có thần hòa? Phượng Trường Duyệt liếc xéo nàng một cái, lạnh băng ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén từ trên người nàng thổi qua, liền da thịt đều ẩn ẩn làm đau. Ta nguyện ý, như thế nào, có ý kiến? Chương 173, nàng cũng là lục phẩm. Lá cây thành phụt một tiếng bật cười. Tức khắc làm Tang Húc Ngưng từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, chỉ là lại nhìn lên, sắc mặt đã không phải giống nhau khó coi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Trường Duyệt trong tay thần hỏa, trong lòng hận không thể lập tức đem Phượng Trường Duyệt giết cho hả giận. Phượng Trường Duyệt lại như là hoàn toàn không thèm để ý nàng, tay phải phúc ở dược đỉnh biên nhập khẩu, rồi sau đó rót vào ngọn lửa, một phùng xích hồng sắc ngọn lửa. Tức khắc ở bên trong bốc cháy lên. Nhìn nàng thản nhiên tự đắc bộ dáng, những người khác lại xa không thể giống nàng như vậy bình tĩnh. Tông Vân Chi dương mắt nhìn thoáng qua, trong mắt có kinh ngạc chi sắc lại nhanh chóng biến mất. Ngược lại hiện lên một tia bừng tỉnh. Người khác không biết, hắn lại là rõ ràng. Thân là Già Lăng Học Viện trung luyện dược người xuất sắc, hắn tự nhiên là nghe nói qua về sau núi đồn đãi. Hơn nữa kia một lần, sau núi đã xảy ra như vậy đại động tĩnh, đó là hắn không muốn biết, lúc này thấy đến, cũng đã đoán được. Nhưng mà nhất làm hắn kinh ngạc cũng không phải Phượng Trường Duyệt trong tay có lòng son chi viêm, mà là chỉ có cực nhỏ người biết Phượng Trường Duyệt trên người, đồng thời còn có thiên đường hỏa. Kia chuyện bị thương ly viện trưởng phong tỏa tin tức cho nên ngay cả học viện trong vòng, biết đến người cũng không phải rất nhiều, huống chi lúc này đi vào nơi này mấy người. Đều là cùng Phượng Trường Duyệt đứng ở mặt trận thống nhất tự nhiên sẽ không chủ động nói ra. Ở rất nhiều nhân vi Phượng Trường Duyệt có thần hỏa mà khiếp sợ thời điểm, hắn tưởng lại là Phượng Trường Duyệt trên người có hai loại thần hỏa. Nàng nhỏ yếu ở trong thân thể, có hai loại thần hỏa cùng tồn tại. Này cơ hồ là không có khả năng sự tình, đừng nói là hắn, liền tính là cái gì cũng đều không hiểu người, cũng biết thần hỏa uy lực cường đại cũng thập phần cuồng bạo ở. Hơi không chú ý liền sẽ bị cắn nuốt, được đến một loại đã là khó càng thêm khó, càng không nói đến là hai loại. Nàng thân thể là như thế nào thừa nhận? Mà vấn đề này, ngồi ở phía dưới đế á đám người tự nhiên cũng là lòng có nghi hoặc. Bọn họ khiếp sợ cũng không thiếu với những người khác. Đặc biệt là nàng, bọn họ biết Phượng Trường Duyệt có thiên đường hỏa tự nhiên càng thêm rõ ràng này lòng son chi viêm phân lượng. Vũ Thiền Yến hẹp dài màu hổ phách trong con ngươi, xét qua hiểu rõ. Hơi hơi nhíu mày lúc sau liền giãn ra mở ra. Kia hẳn là chính là kia một lần, hắn cùng nàng cùng nhau rơi xuống ngầm cuối cùng dẫn phát sau núi bạo loạn thời điểm được đến đi. Nghĩ đến này, hắn nhắm mắt, trước mắt còn có thể xuất hiện khi đó nàng ở một mảnh đỏ như máu trong suốt trong hồ, không hề tiếng động cơ hồ làm người cho rằng chết đi cảnh tượng. Khi đó hắn không chút do dự nhảy xuống đi, muốn đem nàng lôi ra tới. Nhưng mà lại cũng chỉ là ở trong ngực một cái chớp mắt nàng liền thanh tỉnh lại đây, rồi sau đó vô cùng kiên định đẩy ra hắn. Thấp thấp nói một tiếng, hắn không phải hắn. Có lẽ thật sự từ lúc bắt đầu, nàng tâm liền trước sau như thế kiên định. Thậm chí liền hắn một chút xa cầu, đều bị vô cùng kiên quyết nghiền nát, thậm chí liền một chút mảnh vỡ đều không có lưu lại. Không, có lẽ là có, lại cũng chỉ là chôn sâu ở hắn nơi này, mà thôi. Hắn thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút đạm, khóe mắt đuôi lông mày tựa hồ đều có vài phần lạnh thấu xương, nhưng mà thanh lãnh độc ngồi thân ảnh, lại không biết vì sao làm người cảm thấy có chút xác. Đế Á tựa hồ cảm thấy được cái gì, đảo mắt nhìn thoáng qua, nhìn đến hắn tinh xảo sườn mặt thượng nhàn nhạt biểu tình thế nhưng cũng bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng hơi lạnh. Nàng hưng phấn thần sắc hơi hơi thu liễm. Tạp Tây Nhĩ cũng ngốc tại một bên, cốt phiến che khuất nửa khuôn mặt. Một đôi liễm diễm sinh sóng mắt đào hoa tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy mơ hồ mà mê người. Hắn tựa hồ toàn bộ thể xác và tinh thần đều đã đặt ở Phượng Trường Duyệt trên người. Nhìn thấy Phượng Trường Duyệt ngọn lửa dũng mãnh vào dược đỉnh còn rất là phong tao hô một câu. Tiểu Duyệt Nhi, ngươi muốn cố lên a, tiểu gia chính là còn đang đợi ngươi đâu. Lời này tức khắc đưa tới không ít các màu ánh mắt có chút người trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Để á bị này một tiếng tê dại tiếng la ghê tởm muốn phun, lập tức quay đầu hung hăng nói, câm miệng.
người cái ẻo là, Thiệu Phong tao một ngày sẽ chết à. Tạp Tây Nhĩ nghiêng con mắt liếc nàng liếc mắt một cái, ta nguyện ý, như thế nào, có ý kiến. Lời này vẫn là cùng Phượng Trường Duyệt học lập tức đem đề á khí liền trợn trắng mắt. Cũng không nhìn xem nhiều người như vậy nhìn đâu, người như vậy tao bao cũng đến xem Trường Duyệt phản ứng ngươi sao. Nàng lông mày một trọn, ánh mắt hơi hơi nghiêng hướng Hiên Viên Đêm. Người bộ dáng này, cũng tưởng cùng hắn tranh. Tạp Tây Nhĩ ánh mắt đảo qua Hiên Viên Đêm, lại không nghĩ đang cùng hắn đối thượng, nơi đó mặt độ ấm nhất thời làm hắn thân thể run lên, vội vàng che khuất chính mình mặt làm như không thèm để ý nói. Ta thích ta, mặc kệ nó, ta cùng Tiểu Duyệt Nhi tình nghĩa, há là ngươi có thể hiểu biết. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Tạp Tây Nhĩ vẫn là bất động thanh sắc sau này lui một bước muốn tránh đi Hiên Viên Đêm lạnh như thực chất ánh mắt trong lòng kêu khổ. Cũng không xem hắn đình ai danh hào, cư nhiên liền như vậy tá ma giết lừa. A Phi, không phải, là qua cầu rút ván. Nếu không phải hắn yên lặng nhường ra vị trí, còn giúp hắn đỉnh, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy tự tại cùng Phượng Trường Duyệt ngốc tại cùng nhau sao? Tạp Tây Nhĩ đã hoàn toàn đã quên lúc ấy Hiên Viên Đêm đưa ra yêu cầu này thời điểm, chính mình là cỡ nào không có cốt khí một hơi đáp ứng rồi nghĩ đến đây, hắn trong lòng yêu tang. Liên quan ánh mắt cũng rất là u hoán. Đề Á cảm thấy chính mình có thể chịu đựng thằng nhãi này ở chính mình trước mắt nhảy nhót, chính mình tính tình thật sự biến hảo không ít, câm miệng. Tạp Tây Nhĩ bị Đề Á kinh ngạc một chút, mới không tình nguyện thu hồi ánh mắt. Chỉ là bị hắn như vậy một nháo, Đề Á trong lòng là cái gì lung tung rối loạn ý niệm đều không có. Đối với như vậy cái gia hỏa, nếu không phải nàng tay còn không có hào, nhất định phải hung hăng tấu một đốn. Ngồi ở bên cạnh Liên Thành nhìn, có chút mặc danh, lại cũng không có để ý, thanh đạm cười cũng liền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở lôi đài phía trên. Tuy rằng phía trước hắn mơ hồ nghe nói một ít, nhưng là chân chính nhìn đến thời điểm, vẫn là thập phần chấn động. Ngay cả cùng tiến đến áo tư đế quốc mặt khác cường giả, lúc này cũng ngon nghe dục dịch muốn cùng bọn họ lôi kéo làm quen, nề hà này vài người đều không phải hảo trêu chọc liền cũng đều hậm hực. Trong sân, Mộ Dung Vân luôn luôn lười nhác trên mặt lúc này cũng rốt cuộc xuất hiện thận trọng nghiêm túc thần sắc. Nhìn chính mình trước mặt rõ ràng có một tia co rúm ngọn lửa. Hắn tâm tình phức tạp thật sự không thể tưởng được cái này Phượng Trường Duyệt cư nhiên còn có như vậy thủ đoạn. Phía trước Thăng Húc Ngưng lấy ra tới thời điểm, hắn còn không có như vậy mãnh liệt cảm thụ, nhưng mà Phượng Trường Duyệt chính là thần hỏa không thể nghi ngờ, uy lực tự nhiên càng tăng lên. Liền tính kiêu ngạo như hắn cũng rốt cuộc có một tia thất bại cảm. Nhưng là đương ngẩng đầu thấy nhà mình lão cha mặt trầm như nước, hắn cắn răng một cái, lại bắt đầu chuyên chú với chính mình luyện dược. Quản như vậy nhiều làm gì? Trong sân nhân thần sắc khác nhau, nhưng không ai chú ý tới Hạ Thu trên mặt khiếp sợ lúc sau hiện lên tham lam. Không thể tưởng được nơi này cư nhiên còn có như vậy đại kinh hỉ. Hắn yên lặng thu hồi ánh mắt hừ lạnh một tiếng. Từ đồ chính thu liễm trên mặt khiếp sợ thần sắc. Nhưng là trong mắt rõ ràng còn có thật sâu tán thưởng, nha đầu này thật đúng là thâm tàng bất lậu a. Phía trước cửu thiên, như vậy nhiều thi đấu, nàng cư nhiên đều không có làm bất luận kẻ nào đoán được nàng sẽ có thần hỏa. Hắn đến nơi này lúc sau. Nghe được nhiều nhất chính là Thăng Húc Ngưng có được màu trắng thần hỏa, lúc ấy cũng có vài phần suy đoán, chỉ là nàng kia ngọn lửa, lại không xem như chân chính thần hỏa. Ngược lại là này Phượng Trường Duyệt, vô thanh vô tức tế ra chân chính thần hỏa. Hắn quay đầu nhìn về phía Thương Ly, ha ha cười, Thương Ly, ngươi chính là giấu đến chúng ta hảo khổ a. Có thể có như vậy đồ đệ, trách không được ngươi vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy đâu. Thương Ly cười xua xua tay, ha ha, nha đầu này ngày thường tưởng cái gì, ta chính là cũng không biết. Huống hồ, dù sao cũng phải chứa chút át chủ bài không phải. Nói xong, còn chớp chớp mắt. Từ đồ chính bọn người là ha ha cười rộ lên, Liễu Thừa Tu sắc mặt xanh mét thẳng ngồi ở chính mình vị trí thượng. Giang Lưu nhịn không được nhìn kỹ đi, có chút chần chờ hỏi. Kia thần hỏa là xích hồng sắc đảo như là xếp hạng thứ 13 vị lòng son chi viêm. Thương Ly biết này vài người ánh mắt cũng là tuyệt đối có thể thấy được tới, lập tức cũng không ngượng ngùng, trực tiếp thừa nhận đúng là. Mộ Dung Thiết đám người cũng sôi nổi lộ ra thì ra là thế thần sắc. Diệp Rồng bay trên mặt tràn đầy không chút nào che giấu hâm mộ người lão già này, nhưng thật ra dạy ra tới cái hảo đồ đệ. Này thần hỏa, liền bọn họ những người này đều còn không có, mới vừa rồi nhìn đến Thăng Húc Ngưng trong tay có thần hỏa chi tử đã là rất là cực kỳ hâm mộ. Ai ngờ lúc này thế nhưng ra tới cái càng thêm làm người kinh ngạc cảm thán. Loại trình độ này, bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phần. Rốt cuộc liền Thương Ly đều không có, như vậy Phượng Trường Duyệt trên người, nhất định lai lịch bất phàm. Cho nên một đám người đào cũng là không có miệt mài theo đuổi ý tứ, chỉ là trêu chọc.
Thương Ly lại chỉ là cười cười không nói lời nào, nhưng là mặc cho ai cũng nhìn ra được tới hắn trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Cũng là có như vậy hậu bối truyền thừa y bát. Nhất định có thể phát dương quang đại, thanh danh lan xa a. Nguyên bản Diệp Sồng bay đối chính mình nhi tử còn có vài phần chờ mong. Trước mắt loại này tình hình, nhưng thật ra cơ bản gì cũng không cần suy nghĩ. Bất quá Diệp Sồng bay tính cách hào phóng, đối này thật cũng không phải thập phần để ý. Lá cây thành xác thật thập phần ưu tú, nhưng là cũng không tránh được có người so với hắn càng ưu tú a. Mộ Dung Thiết hừ lạnh một tiếng, vừa lúc này đây, làm kia tiểu tử thúi kiến thức cái gì gọi người ngoại có người, tiên ngoại hữu thiên. Tỉnh luôn là một bộ ngạo khí mười phần bộ dáng, như vậy mấy năm cũng không có như thế nào hồi quá ra. Diệp Rồng bay nói tiếp, không sai, muốn cho này những tiểu tử hào hào xem cái gì mới là thiên tài. Này mấy người thảo luận người xem chỉ so bọn họ thảo luận càng thêm nhiệt liệt. Kia cũng là thần hỏa sao, cư nhiên là xích hồng sắc. Ta xem này vừa ra tới khí thế, liền thắng a. Cũng không phải là, này Phượng Trường Duyệt thật đúng là nhất chiêu tiếp chiêu nhất chiêu a. Phát chủ bài lại là như vậy nhiều, phía trước chính là không ai biết nàng cũng có thần hỏa a. Tang Húc Ngưng cũng là thần hỏa, Phượng Trường Duyệt cũng là thần hỏa, hai người kia nhưng thật ra có một so. Không biết đến tột cùng sẽ là ai thắng a, một đám người díu dít hận không thể đem đầu tìm được đằng trước, hảo hảo xem Phượng Trường Duyệt trong tay ngọn lửa. Còn có một ít người, còn lại là bắt đầu suy đoán này đến tột cùng là vị nào ngọn lửa. Xích hồng sắc đảo như là trong lời đồn thần hỏa bảng thứ 13 vị, lòng son chi viêm. Có người kinh ngạc quay đầu lại, mới là cuối cùng một vị. Kia chẳng phải là không đến so. Người nọ mắt trợn trắng, người biết cái gì? Tuy rằng là cuối cùng một vị, nhưng là lòng son chi viêm uy lực chính là không thấp. Huống hồ cùng mặt khác ngọn lửa so sánh với, lòng son chi viêm dù sao cũng là thần hỏa kia chính là cao không biết nhiều ít cấp bậc. Có thể so sánh sao? Hỏi chuyện người bị nói mặt đỏ tai hồng kia Tang Húc Ngưng đâu? Tang Húc Ngưng, màu trắng ngọn lửa, nhìn đảo như là 11 vị bạc hồn ma chơi. Kia chẳng phải là cao hơn Phượng Trường Duyệt. Đúng vậy, đồng dạng đều là thần hỏa, hơn nữa xếp hạng càng thêm dựa trước hẳn là Tang Húc Ngưng càng tốt hơn đi. Vô số người ánh mắt ở Tang Húc Ngưng cùng Phượng Trường Duyệt chi gian qua lại thay đổi, sau một lúc lâu, mới có người chần chờ nói, chính là... Nếu thật là như vậy, kia vì cái gì ta coi? Đảo như là Tang Húc Ngưng ngọn lửa tựa hồ có điểm sợ hãi Phượng Trường Duyệt đâu. Như vậy vừa nói, không ít người đều vội vàng nhìn kỹ đi Tang Húc Ngưng trong tay màu trắng ngọn lửa quả nhiên không có ngay từ đầu như vậy kiêu ngạo. Ngược lại mơ hồ có điểm muốn lui về phía sau ý tứ, nhìn đảo thật như là tránh đi mũi nhọn. Lời này tuy rằng nhỏ vụn hơn nữa hỗn độn nhưng là Tang Húc Ngưng vốn dĩ thực lực liền thập phần lợi hại, nhĩ lực tự nhiên tự hào, lúc này lòng tràn đầy phẫn nộ lại là đem những lời này. Một chữ không rơi toàn bộ nghe xong đi. Hiện tại toàn bộ quảng trường người đều ở nghị luận chuyện này, nàng liền tính không nghĩ đi nghe cũng không có cách nào. Mỗi nhiều nghe một câu, nàng sắc mặt liền khó coi một phần. Trong lòng phẫn nộ cùng oán hận liền thâm một tầng. Chỉ là trước công chúng, nàng lại là không thể đối Phượng Trường Duyệt làm cái gì, cuối cùng đành phải hung hăng cắn răng, rộng mở xoay người sang chỗ khác bắt đầu luyện chế chính mình đan dược. Hừ, còn không phải là thần hỏa sao? Nàng tuy rằng không phải bản thể, nhưng là ai biết Phượng Trường Duyệt chính là cái gì? Nói không chừng còn không bằng nàng, hơn nữa vốn dĩ nàng liền xếp hạng tương đối dựa trước tự nhiên là nàng thắng. Nghĩ đến này, nàng tâm tình cuối cùng bình phục một ít, đôi tay đột nhiên ở dược đỉnh hai bên nhập khẩu một phách. Màu trắng ngọn lửa tức khắc ùa vào, nháy mắt đựng đầy toàn bộ dược đỉnh. Nhìn thấy hai người kia đều bắt đầu rồi, những người khác ngây người lúc sau, cũng rốt cuộc bình phục tâm tình. Mặt khác luyện dược sư trên mặt đều là có chút bất đắc dĩ. Lại cũng bắt đầu một lần nữa bắt đầu. Đối mặt hai người kia tự nhiên là trước thua một bước, chỉ là lại cũng không thể như vậy từ bỏ. Rốt cuộc cơ hội này, là bọn họ đợi thật lâu, vô luận như thế nào, đều phải thử xem mới được. Chỉ là rốt cuộc Phượng Trường Duyệt ở nơi đó, bọn họ lại một lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa thời điểm chung quy vẫn là có điểm không thích hợp trên tay ngọn lửa. Tựa hồ luôn là có điểm muốn lui về phía sau, hơn nữa rõ ràng không có ngay từ đầu thuận buồm xuôi gió. Loại cảm giác này, tóm lại là làm người khó chịu. Nhưng là nhìn cái kia thẳng tắp giống như tùng bách bóng dáng, rồi lại cái gì chỉ trích oán hận nói đều nói không nên lời. Có một loại người, trời sinh đó là dùng để nhìn lên, mà nàng, đó là những... Tiểu nhạc đệm qua đi, mọi người cũng đều bắt đầu đi vào quỹ đạo.
toàn bộ hội trường dần dần trở nên an tĩnh, mọi người đều cẩn thận nhìn trong sân thiếu niên các thiếu nữ luyện dược. Phải biết rằng cơ hội như vậy, chính là mấy năm mới có một lần a. Chỉ là những cái đó lệnh người hoa cả mắt dược liệu cùng ngọn lửa, cũng đã làm người kinh ngạc cảm thán liên tục. Mà trong sân mọi người, tất đều là bắt đầu đem lực chú ý đặt ở chính mình trước mắt dược bình thượng. Cái này đề mục muốn thắng, xác thật tương đối khó khăn. Bởi vì nó trừ bỏ cuối cùng phán định yêu cầu, mặt khác cái gì đều không có đề, vô luận là đối với ngọn lửa ngạch khống chế, vẫn là đối dược liệu độ tinh khiết tinh luyện. Này đó nguyên bản cho rằng sẽ có đồ vật. Nhưng là dù vậy, cái này đề mục lại là đem mấy thứ này toàn bộ dung hợp ở bên trong. Rốt cục muốn luyện chế ra tốt đan dược như vậy này đó nhất cơ sở đồ vật tự nhiên là muốn nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Luyện dược trong quá trình, phàm là có điểm sơ sẩy, liền sẽ làm cho toàn bộ luyện đan thất bại. Cho nên cuối cùng ấn đan dược phẩm cấp tới phán định tự nhiên cũng là có đạo lý. Rất nhiều luyện dược sư suy nghĩ hảo tự mình muốn luyện chế đan dược lúc sau, đều bắt đầu rồi chính mình luyện chế. Phượng Trường Duyệt nhìn trước mắt nhảy lên lòng Son Chi Viêm. Sắc mặt không gợn sóng. Ở dùng nó thời điểm, nàng đã đoán trước đến theo sau có khả năng mang đến các loại phiền toái. Nhưng là, vì quán quân, nàng hôm nay cần thiết toàn lực một bác. Không ít người đều bắt đầu chuẩn bị dược liệu, liền lá cây thành cũng bắt đầu rồi. Hắn trước mặt nhanh chóng mang lên mấy chục loại dược liệu. Từ đầu con mắt tình nheo lại, đầy mặt tươi cười. Xem như vậy, Diệp gia tiểu tử là tính toán luyện chế ngũ phẩm đan dược. Diệp Rồng bay ha ha cười, hội trưởng đại nhân hảo nhãn lực. Từ đồ chính tươi cười càng sâu, mấy năm nay, Diệp gia tiểu tử chính là thanh danh thức khởi. 18 tuổi liền đã là ngũ phẩm luyện dược sư, như vậy thiên phú ta đó là tưởng không biết cũng khó a. Diệp Rồng bay nhìn về phía Mộ Dung Vân, hội trưởng ngươi cũng đừng quên kia Mộ Dung gia khá vậy là không yếu. Tuy rằng vẫn luôn không có tin tức truyền ra, nhưng là so sánh với mấy năm nay, cũng đã sớm đột phá đi. Mộ Dung Thiết sắc mặt cuối cùng đẹp điểm, kia tiểu tử cũng liền chuyện này không có làm ta mất mặt. Mấy người đều là cười rộ lên, những người này, vô lấy một không là đương thời người xuất sắc. Bọn họ tự nhiên đều là biết được. Giang Lưu trêu ghẹo nói, Tăng Húc Ngưng năm nay bất quá 16, nghe nói cũng đã đột phá ngũ phẩm đâu. Mấy người đều nhìn về phía Liễu Thừa Tu trên mặt. Lại là lộ ra một tia cổ quái ý cười, đúng vậy, đã đột phá. Chính là, lại không phải những người này có thể so. Mấy người nơi nào tưởng nhiều như vậy, cũng không nghĩ nhiều, liền có người hỏi đến, Thương Ly viện trưởng, không biết ngươi kia đồ đệ. Hiện tại là cái gì cấp bậc? Ta nhìn, nàng cũng mới 14-15 tuổi a. Thương Ly nghĩ nghĩ chậm rãi nói, kia nha đầu đại khái đã đột phá tứ cấp. Bất quá nàng vẫn luôn không có đi hiệp hội, ta cũng không có chú ý, cũng không biết hiện tại đến tụt cùng là cái gì trình độ. Tứ cấp, Giang Lưu đám người trên mặt đều là có chút kinh ngạc. Liễu Thừa Tu cười lạnh liên tục, tứ cấp, liền tính là thần hỏa cũng cứu không được nàng. Này còn tuổi nhỏ tứ cấp cũng là không tồi, nói vậy ngày sau rất có tiềm lực a. Tư Đồ Chính vội vàng hòa giải. Thương Ly dừng một chút, chớp chớp mắt, đúng vậy, ta cũng không vội. Rốt cuộc nha đầu này, học tập luyện dược cũng mới đưa gần một năm mà thôi. Mấy người toàn kinh, tức khắc nhìn về phía Thương Ly. Thương Ly lại giống như không có nhìn ra mấy người khiếp sợ, nâng nâng tầm bắt đầu rồi. Mấy người trở về đầu nhìn lại, quả thực thấy cuối cùng Tang Húc Ngưng mấy người cũng bắt đầu chuẩn bị. Phượng Trường Duyệt còn ở điều chỉnh độ ấm, một bên Tăng Húc Ngưng lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, liền bắt đầu lấy dùng dược liệu. Đường trên tay nàng màu bạc nhẫn bại lộ Tư Đồ Chính bọn người là ánh mắt khẽ biến. Gì? Bạch Du nhìn kỹ đi, nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Thứ này, Tư Đồ Chính loát loát sâu, chậm rãi bật cười, làm như có chút cảm khái nhìn Liễu Thừa Tu liếc mắt một cái, người đối cái này đồ đệ nhưng thật ra thiệt tình hào. Thế nhưng liền này Linh Nhẫn Ngọc cũng có thể lộng tới. Linh Nhẫn Ngọc, lời này vừa nói ra, mấy người đều là hơi kinh. Linh Nhẫn Ngọc là dùng đặc thù Linh Ngọc sở chế. Làm thành nhẫn không gian không chỉ có không gian đại, hơn nữa đối với dược liệu có cực hào bảo tồn hiệu quả. Chỉ là này Linh Ngọc thập phần hiếm thấy, chế tác thành nhẫn càng là khó càng thêm khó. Đó là mấy người bọn họ cũng không phải nói lấy ra tới là có thể lấy ra tới. Tang Húc Ngưng có thể có được trừ bỏ hoàng thất công lao chỉ sợ Liễu Thừa Tu ở phía sau cũng không có thiếu trả giá. Liễu Thừa Tu đạm đạm cười, điểm này đồ vật vẫn là cho nổi. Dù sao cũng là ta nhất coi trọng đồ đệ. Lời tuy như thế, này Linh Nhẫn Ngọc rốt cuộc vẫn là làm biết hàng người đều kinh ngạc một chút. Tang Húc Ngưng môi đỏ hơi câu, ngay sau đó bắt đầu từ bên trong lấy dược liệu. Từng cây hình thái khác nhau dược liệu tức khắc liên tiếp bay ra, dừng ở nàng trước người.
một gốc cây, hai cây. Bất quá một lát công phu, nàng trước mặt cũng đã trồng chất hơn 30 loại dược liệu, nhưng mà lại còn không có dừng lại ý tứ. Mọi người đều là cả kinh, còn có. Tang Húc ngưng tươi cười càng thêm thâm, thẳng đến đem sở hữu 57 loại dược liệu toàn bộ lấy ra, mới vừa lòng gật gật đầu. Tư Đồ Chính nhìn vài thứ kia, sắc mặt nghiêm túc lên. Này thế nhưng là muốn luyện chế lục phẩm đan dược, mấy người toàn kinh, lục phẩm đan dược. Không phải nói nàng mới đột phá ngũ phẩm sao? Nhưng mà đương quay đầu lại nhìn về phía Liễu Thừa Tu, nhìn đến trên mặt hắn tươi cười, mấy người mới biết được nguyên lai hắn mới vừa nói đột phá. Lại là lục phẩm, phải biết ngũ phẩm cùng lục phẩm chính là cách biệt một trời. Lần này, mấy người nhưng thật ra càng thêm mong đợi, cũng đều muốn biết Tang Húc ngưng đến tộc cùng có thể hay không thành công. Mà hết thảy này động tĩnh, Phượng Trường Duyệt đều giống như che chắn, nàng chỉ là an tĩnh ngốc tại chính mình vị trí, ở trong đầu qua một lần phương thuốc lúc sau. Mới bắt đầu từ trên tay kim sắc vòng tay lấy đồ vật. Trên người nàng nguyên bản có mặt khác nhẫn không gian. Nhưng là cuối cùng vẫn là chỉ còn lại có này kim sắc vòng tay cùng A Dạ đưa màu đen nhẫn. Sở dĩ đem đồ vật đều đặt ở phương diện này là bởi vì bên trong không gian phi thường đại hơn nữa. Đối với dược liệu chờ vật đều có cực hảo bảo tồn hiệu quả. Nàng trắng nõn tay khẽ nhúc nhích liền không ngừng có dược liệu bay ra chỉnh tề sắp hàng ở nàng trước người. Mặt khác luyện dược sư cũng sớm đã có bắt đầu lấy dùng dược liệu, nhưng là nàng vốn dĩ liền đã chịu nhiều nhất người chú ý, vị trí lại vừa lúc ở đằng trước tự nhiên là có vô số người nhìn. Lúc này nàng vừa ra tay, tự nhiên là đem toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Dần dần mà có tiếng hút khí liên tiếp vang lên này đã bày ra tới hơn 40 loại dược liệu, nàng như thế nào còn ở tiếp tục. Nàng rốt cuộc là muốn luyện chế cái dạng gì đan dược a? Nghe nói càng là cấp bậc cao đan dược yêu cầu dược liệu chủng loại liền càng nhiều. Chỉ là, này cũng quá nhiều đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng rõ ràng còn không có xong a. Xem, nàng số lượng, vượt qua Tang Húc ngưng. Nguyên bản bị nàng lấy ra dược liệu bảo tồn hoàn hảo độ kinh ngạc một chút Tư Đồ Chính đám người, thấy vậy, cũng rốt cuộc nhịn không được kinh hô ra tiếng. Nàng thế nhưng, cũng muốn luyện chế lục phẩm. Chương 174, nơi trốn toàn